anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lỗi khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống, và được sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày lễ Chúa Chiên Lành. Theo cái truyền thống rất tốt đẹp là trong ngày này cả thế giới là người trong giáo hội Công giáo hiệp thông với nhau và tha thiết cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Có lẽ không ít người nghĩ đến chuyện là chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người đi tu làm linh mục, đi tu làm tu sĩ. Và cũng thường thói quen trong cái dịp này, nếu như không có cái dịch bệnh này thì có lẽ người ta tổ chức những cái cuộc sum họp và cổ động ơn gọi. Người ta cổ động ơn gọi có bằng nhiều cách đó, dùng nhiều cách để người ta thu hút cho có nhiều ơn gọi tùy theo cái dòng tu của mình hay để cái cách thế để sống đời phục vụ của mình. Có nhiều người dùng chiếc áo dòng, dùng cái cơ sở vật chất của hội dòng của mình. Có người dùng cái đường hướng được học nhiều chẳng hạn, rồi có tương lai, rồi phục vụ, nó có danh thế ở trong xã hội. Ta dùng, ta thu hút từ nhiều cái điều đó để cho những thanh thiếu niên được thu hút, được hấp dẫn để có thể theo đuổi ơn gọi. Các em tha hồ mà đến tìm hiểu ở dòng này, dòng nọ, dòng kia. Có nhiều khi rất là nhiều dòng, và rồi nhiều khi sau đó không biết các em nó hoang mang, không biết giờ đi dòng nào đây, thì cứ mãi nó đi vòng vòng để nó tìm hiểu vậy thôi. Nhưng mà rồi có khi thấy nó như vậy, nhưng mà khi đi vào thực tế thì không phải như vậy. Đó là cái điều mà ngày hôm nay
có lẽ trong bối cảnh này chúng ta không được làm những cái việc ở bên ngoài, chúng ta không thu hút, không cổ động và không chỉ cầu nguyện cho vì có được nhiều ơn gọi. Cũng như ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài có lần nói mạnh mẽ với các linh mục rằng ngày hôm nay thế giới người ta cầu nguyện cho có nhiều linh mục, nhưng mà không phải chỉ để có nhiều, không phải chỉ vì cái số lượng mà vì chất lượng, vì cái bản chất của những con người linh mục đó phải trở thành mục tử. Chứ không, nếu không khéo thì trở thành hoàng tử, là những người sống xa hoa, sống trong quyền lực, sống những cái với những cái danh thế ngon lành ở ngoài mà không có cái tâm hồn mục tử đích thực. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến cái bản chất của người mục tử đích thực mà Ngài đưa ra, chính bản thân của Ngài, cái kinh nghiệm sống của Ngài và chính cái đường hướng sống của Ngài như là một mục tử chân chính. Ngài không muốn các mục tử ngày hôm nay, Ngài không muốn những con người sống đời thánh hiến ngày hôm nay sống khác đi, bởi vì sống khác đi họ sẽ trở thành không phải là những người chăm sóc cho đoàn chiên, mà sẽ là những người thấy cái món thấy chiên là cái món lợi của mình. Họ sẽ lúc đó họ sẽ trở thành những kẻ trộm và kẻ cướp đối với chiên thôi. Họ đến không phải để như Chúa Giêsu là cho chiên được sống và được sống dồi dào, nhưng mà họ sẽ sẵn sàng không phải hy sinh bản thân của mình mà hy sinh chiên, hy sinh đoàn chiên để cho họ được sống có khi vinh thân phì gia. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở cảnh tỉnh tất cả chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi. Tôi có thể gọi chung là ơn gọi mục tử, bởi vì không phải chỉ có những người đi tu thì mới gọi là mục tử đâu. Chính cha mẹ, bậc cha mẹ phụ huynh ở nhà hay những người lãnh đạo, thầy cô trong trường lớp có thể nói đó là những người mục tử trước cái người linh mục tu sĩ. Bởi lẽ nếu không có những con người đó, những người cha mẹ biết quảng đại sinh con của mình, thay vì ngại ngùng sinh nhiều nó cực lắm, và sinh vì sinh ít cho nên tiếc lắm, dâng cho Chúa uổng lắm, nhất là những cái đứa nó đẹp, nó giỏi, nó có tương lai, nó sẽ trở thành niềm vinh dự của gia đình của mình, cho nên khó lắm. Cho nên một cái tâm hồn quảng đại có thể nói phải được sinh ra và được chăm sóc, nuôi dưỡng từ những tâm hồn quảng đại. Cho nên tôi nghĩ đến cái người mục tử, cái tâm hồn mục tử mà hôm nay chúng ta cần cầu nguyện cho, nó quan trọng như vậy. Nên Chúa Giêsu ở đây Ngài đưa ra cái tiêu chuẩn để chúng ta cầu nguyện cho những người mục tử, những người sống đời thánh hiến một cách đích thực. Đó là những người biết đi qua cái cửa chuồng chiên là chính Đức Kitô, người không sợ đi vào cái con đường chính, cái chính đạo, đi qua cái lối cửa, mà những người lại chui hoặc là trèo vào cái lối khác. Đó là những đi vào cái con đường bất chính, cái con đường mờ ám để đến với chiên, thì đó là những người sẽ đến ăn trộm, ăn cướp đối với chiên. Họ đến sẽ chỉ vì thịt chiên, vì lông chiên, vì những cái gì tốt đẹp của chiên, không phải để cho chiên được sống và sống dồi dào, mà làm cho chiên phải chết, phải khổ, phải chạy trốn. Mà bây giờ có khi chúng ta thấy chiên chạy khó thoát lắm, chiên nó hiền lành và nó khờ, trong khi đó những có nhiều những cái người mà không phải là chủ chiên đích thực, không phải là chiên nhân lành nữa, thì họ lại có nhiều mưu mô, có nhiều cái vũ khí rất là lợi hại, cho nên chiên khó thoát được lắm. Cho nên Chúa Giêsu muốn cái người chủ chiên đích thực, cái người chăn chiên đích thực đó là phải làm một con người có một cái mối liên hệ thân tình và tốt đẹp với Chúa Giêsu, là vị mục tử nhân lành, là cửa chuồng chiên,
Cho nên người đó không ngại đi ngang qua Chúa. Qua Chúa là vị trung gian, qua Chúa là nguồn mạch của tình yêu, qua Chúa là nguồn mạch của mọi ân sủng, để họ có thể được sống và sống dồi dào trước hết, rồi sau đó mới lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Đồng thời, cái người mục tử, người chủ chăn đích thực, đó là phải là một cái người mà có một cái quan hệ tốt đối với chính con chiên nữa. Những hình ảnh mà Chúa Giêsu đưa ra đó là cái người chủ chiên đích thực là cái người đến đi ngang cửa chuồng chiên, đi vào rồi cũng đi ra cái cửa đó, không có né Chúa Giêsu, không có sợ Chúa Giêsu. Và người đó phải là người thân với lại con chiên, biết gọi từng con chiên của mình khi với cái tên gọi của nó, với cái âm điệu mà nó nghe là nó có thể cảm nhận được ngay. Như Chúa Giêsu gọi Maria ở bên mồ thì Maria đã có thể nhận ra được ngay đó là thầy mình. Và chủ chiên đích thực cũng vậy, phải có một cái tương giao tốt đẹp đối với cái con chiên của mình, những người mà mình có trách nhiệm phải yêu thương, phải phục vụ, phải chăm sóc cho nó được sống dồi dào. Và có cái tương giao đó thì gọi được tên đến mà chiên nó không sợ, chiên nó không cảm thấy kinh hãi vì ở bên cạnh cái ông nào đó mà không phải là chủ chiên, chủ của mình đích thực. Rồi khi gọi ra, chiên nó dám theo cái người chủ đó và nó đi theo sau người chủ, nó dẫn đến những cái nơi tốt đẹp, cái nơi mà nó có thể được ăn uống thỏa thuê và được sống hạnh phúc, không phải lo sợ như là gặp sói dữ, như là gặp kẻ trộm, kẻ cướp. Đó, cho nên trước nhất cái người chủ chăn đó là người phải có tương giao đối với Chúa là chủ chăn đích thực và là chủ của mọi đoàn chiên trên thế giới này, trong cộng đồng nhân loại này. Và cái người chủ chăn đó cũng là người có một cái tương giao tốt đẹp đối với đoàn chiên, đối với từng con chiên một. Và cái người chủ chiên đó còn phải có một cái tiêu chuẩn nữa là người đó biết sống vì đoàn chiên, người đó biết hy sinh cho đoàn chiên chứ không có hy sinh chiên. Hy sinh cho đoàn chiên là hy sinh chính cái bản thân của mình để sống và dám sống và dám chết cho đoàn chiên, để bảo vệ sự an toàn của chiên, để làm sao cho chiên nó được càng ngày càng mạnh khỏe hơn, tốt đẹp hơn. Đó chính là điều mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta cần cầu xin cho tất cả những người mà có trách nhiệm một cái cách nào đó, một mức độ nào đó, có thể nói là mục tử của Chúa, dù là trong đời sống linh mục hay là người sống đời thánh hiến, thì đó là những điều đặc biệt cần phải có và kiên quyết là phải có. Nếu không có thì thà đừng sống đời linh mục, đừng sống đời thánh hiến thì tốt hơn. Đó là điều mà chúng ta cần cầu xin Chúa để ban cho những tâm hồn thanh thiếu niên, những con người hôm nay đang sống đời mục tử, đang sống đời thánh hiến, cũng được thông phần vào cái sứ mệnh mục tử đó của Đức Kitô, được ý thức và được sống một cách dồi dào như vậy, để mới hy vọng có thể đem lại sự sống và sự sống dồi dào cho đoàn dân Chúa là những con chiên. Nó hiền lành, nó yếu đuối, bé bỏng, có khi không thể tự vệ để chính mình đã được an toàn và được hạnh phúc. Thế nhưng chúng ta không chỉ cầu nguyện để xin giao hết cho Chúa, Chúa làm để Chúa lo. Thực sự Chúa thường không có làm một mình, và Ngài luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người chúng ta. Cho nên cầu nguyện cho cái điều tốt đẹp đó, cho có được những mục tử, cho có được những người sống đời thánh hiến tốt đẹp để chia sẻ cái sứ mệnh mục tử của Đức Kitô. Chúng ta còn cầu nguyện cho nhiều người nữa. Như lúc nãy chúng tôi cũng nói, cầu nguyện cho có những bậc cha mẹ biết quảng đại hy sinh, hy sinh từ cái việc sống đời sống gia đình, hy sinh từ cái việc sinh con của mình, không ngại sinh quá giới hạn với lý do gì, ưu sinh, vệ sinh và bảo nuôi dưỡng, giáo dục cho nó tốt, nhiều quá nuôi không được. Nhưng mà có thể ngầm qua đó người ta đang dồn nén, đang ngại cái sự hy sinh, ngại sự quảng đại cực khổ,
thì với sự ngại cố gắng sợ hy sinh đó, nó sẽ chuyển thông như dòng máu lưu truyền cho con cái của mình. Thì làm sao có được những cái tâm hồn mà nó biết quảng đại, không ngại khó, không sợ hy sinh, để sống vì Chúa, vì người khác mà dám dấn thân phục vụ. Cho nên thực tế đó, chúng ta cần cầu nguyện cho các từ các gia đình được sống trong thánh ý Chúa, cũng biết không sợ Đức Kitô là mục tử, sống trong đời cầu nguyện. Tôi nói đến điều này, thực sự tôi rất là nhớ đến mẹ mình và những người đã góp phần để làm cho ơn gọi mục tử của tôi ngày hôm nay. Tôi nhớ đến có những người có khi không giàu, những người không phải là được học nhiều, nhưng mà họ có một tâm hồn đạo đức cầu nguyện. Thực sự là họ dám đi qua và đi qua đi lại thường xuyên ở cánh cửa Giê-xu, cánh cửa của Đức Kitô là vị mục tử đó, trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống đức tin hàng ngày. Cho nên chính nhờ đó mà họ có thể giúp, có thể đào tạo chúng tôi trở nên cái người mục tử và để sống nhiệt thành với sứ mạng của mình ngày hôm nay. Rồi có thể nói chúng ta cũng phải cầu nguyện cho những thầy cô, những người sẽ trách nhiệm giáo dục, để đừng có những người giáo dục nào, những thầy cô nào mà chỉ vì lương tháng, làm vì lương tháng hơn là vì lương tâm, làm chỉ vì ích lợi cho bản thân của mình hơn là quan tâm giáo dục đào tạo nên những con người có cái tâm, người có không phải chỉ có kiến thức mà còn có cái khả năng để dấn thân phục vụ, biết nghĩ đến người khác, biết sống được trong cái mối tương giao tốt đẹp với người khác. Tương giao tốt đẹp không phải chỉ để lợi dụng nhau, nhưng mà tương giao tốt đẹp đó để giúp đồng hành và sống với nhau, làm cho con người đó thực sự sống dồi dào và đáng sống hơn trong cuộc đời trần thế này. Chúng ta có lẽ cũng cầu nguyện, phải cầu nguyện cho các vị lãnh đạo lớn nhỏ ở trong lòng xã hội, trong lòng thế giới này. Có lẽ ngày ngày chúng ta thỉnh thoảng nghe đó đây về những cái bài học nhiều khi rất chua cay. Những người lãnh đạo thay vì chăm sóc cho dân Chúa, cho con cái của Chúa, như là mục tử phải chăm sóc cho đoàn chiên, thì người ta lại lợi dụng chiên, người ta vác xác chiên, người ta ăn những cái thâm lạm vào những cái điều mà nó nằm trong xương máu, trong sự sống còn của đoàn chiên. Từ những chuyện lớn người ta cũng thâm lạm, chuyện nhỏ người ta cũng thâm lạm, và người ta chỉ có biết có tiền thôi, biết những lợi lộc trần thế này thôi, và bất chấp những cái hạnh phúc của người khác hay là cái nỗi đau của người khác. Thầy nói những điều đó chắc chắn nó không có phải ổn cho cái việc đào tạo hình thành nên những cái con người có cái tâm hồn mục tử được. Và dĩ nhiên không phải là có khi hy sinh đời bố củng cố đời con mà được đâu, nhưng mà có khi phải thấy ngược lại rằng có khi chính những cha mẹ đó ăn mặn thì đời con nó khát nước. Không phải chúng ta nói đến những cái tiêu cực đó để mà hù dọa nhau, nhưng mà phải thực sự rằng chúng ta khao khát để cầu nguyện xin Chúa biến đổi những tâm hồn, những con người có chức có quyền ngày hôm nay, biết sống một cách ngay thẳng đi, có được một cái tâm hồn xứng hợp với vị mục tử chân chính, và có khả năng để đào tạo nên những con người có cái tâm để phù hợp cho việc chăm sóc con người trong thế giới hôm nay, bất luận là họ theo tín ngưỡng nào, nhưng đều là con Chúa, họ là những con chiên của Chúa, được Chúa muốn quy tụ tất cả nên một, và muốn cho họ được sống và được sống dồi dào. Kính thưa anh chị em, có lẽ đó là điều quan trọng nhất mà hôm nay trong thánh lễ cầu nguyện, trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho các ơn gọi mục tử. Chúng ta cầu xin cho tất cả chúng ta ngày càng biết theo cái lời giáo huấn của Đức Kitô, và nhất là theo gương mẫu của Ngài, cũng như biết chia sẻ cái sức sống và tâm tình của Ngài để có thể trở thành những mục tử tốt đẹp, mục tử có thể góp phần nhiệt tình chăm sóc cho đoàn chiên để họ được sống và được sống dồi dào chứ không ngược lại.
chúng ta cầu xin cho tất cả mọi thành phần dân Chúa biết thực sự góp phần vào trong việc đào tạo nên những mục tử tốt đẹp, và có lẽ cầu nguyện cho mọi người đều ý thức cái vai trò, cái trách nhiệm mục tử của mình không phải chỉ có nơi linh mục hay nơi tu sĩ, mà có thể mọi thành phần dân Chúa từ trong gia đình đến xã hội và trong giáo hội. Dĩ nhiên đặc biệt những linh mục, những mục tử và những tu sĩ thì càng cần phải điều này hơn. Ta cầu xin Chúa cho được cái điều quan trọng đó, để thế giới ngày hôm nay nó có tương lai tốt đẹp, và con người ngày hôm nay có hy vọng được sống và được sống dồi dào như niềm mong ước lớn lao và rất sâu xa của Chúa Kitô. Amen.